Đạo đức hiếu sinh. Vậy đạo đức hiếu sinh là gì? Đạo đức hiếu sinh là lòng thương yêu tất cả những sự vật đang sống trong môi trường sống. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu hơn là chan hòa tình cảm thân thương của chúng ta đến từng cỏ cây, đất đá, núi sông, thời tiết nắng mưa, gió bão, vân vân, cùng các loài động vật đang sống quanh chúng ta. Từng giây, từng phút, chúng cùng ta đang hít thở trong bầu không khí trong lành và đang rung động trong từng nhịp sống của nhau. Xét cho cùng, con người cũng như tất cả các loài động vật khác đều có lòng yêu thương. Lòng thương yêu ấy được thể hiện qua đạo đức nhân bản nhân quả. Nếu không thể hiện qua được đạo đức nhân bản nhân quả thì con người sẽ khổ đau biết chừng nào. Người ta kể rằng loài chim cuốc, nếu con đực hay con cái bị bắt đi thì con kia còn lại thỉnh thoảng kêu suốt đêm trường, không còn thích ăn uống, và trong thời gian ngắn thì cũng chết theo con kia, chết trong đau khổ, trong thương nhớ. Loài chim thú mà còn có đạo đức đạo nghĩa, lòng thương yêu nhau như vậy thì con người nghĩ như thế nào? Chúng ta có bằng loài chim thú hay không? Người ta cũng vậy, cũng đau khổ và yêu thương, cũng tình sâu nghĩa nặng tận cùng như vậy. Nhưng vì có lý trí khôn ngoan hơn loài vật, có đạo đức hơn loài vật, vì thế mà con người dễ khuây khỏa. Vì bổn phận, vì trách nhiệm đạo đức nhân bản nhân quả không được phép làm cho mình khổ, mà cũng không được làm cho những người khác khổ, nên chúng ta biết cách ngăn ngừa và diệt những nhân quả ác, làm cho đời sống của chúng ta hết đau khổ, tâm hồn chúng ta được bình thường và an lạc. Từ chỗ trực tiếp nhìn thấy lòng yêu thương loài cầm thú và tư duy tận cùng lòng thương yêu ấy, chúng ta rút ra được một bài học yêu thương sự sống của muôn loài động vật. Dù bất cứ như thế nào, đối với loài động vật, chúng ta đều phải có lòng thương yêu. Nhưng coi chừng, lòng yêu thương ấy đặt không đúng chỗ, nó trở thành ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, cá nhân, ác độc, hung bạo, vô đạo đức, không lương tri, lương năng, vân vân. Và cuối cùng nó trở thành ác pháp hại mình, hại người, hại muôn vật. Có nghĩa là chúng ta thương con vật này giết hại con vật khác, hay với con vật khác làm thực phẩm cho con vật này. Nếu chúng ta biết đặt lòng yêu thương ấy đúng chỗ thì nó trở thành đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nó mang lại cho môi trường sống này một tình thương bao la vô tận. Môi trường sống trên hành tinh này là một môi trường sống chung của các loài động vật cùng những loại cỏ cây. Vì thế, tất cả các loài động vật trên hành tinh này đều phải thương yêu nhau, đừng giết hại lẫn nhau. Dù là cỏ cây, cũng đừng giết hại chúng một cách vô lý. Nhổ một cây cỏ, bẻ một cành cây không lý do chánh đáng là phí phạm sự sống trên hành tinh này. Mọi loài phải thương yêu nhau như con một nhà, như cùng một cha mẹ. Bởi vì chúng ta sinh ra từ môi trường sống này, nương tựa vào môi trường sống này mà lớn lên, như nương tựa vào cha mẹ và anh em, chị em của chúng ta. Nếu không có cỏ cây và các loài động vật thì chắc chắn chúng ta cũng không thể sống được. Thế sao chúng ta lại nỡ nhẫn tâm hủy hoại môi trường sống? Tức là chúng ta không yêu thương sự sống. Nắng mưa gió bão không có thì môi trường sống cũng không có. Môi trường sống không có thì làm gì có chúng ta, có muôn loài cỏ cây và động vật. Cho nên môi trường sống chính là cha mẹ chung của chúng ta, của muôn loài vạn vật và cỏ cây. Chúng ta là những người thừa hưởng sự sống quý báu ấy, thế mà chúng ta không biết bảo vệ và giữ gìn nó, lại đang tâm hủy diệt nó. Chính chúng ta đang tâm hủy diệt nó, nên chúng ta gánh chịu hậu quả bao nhiêu sự khổ đau, chứ không phải sự khổ đau từ đâu đem đến cho chúng ta. Chúng ta đã lầm, cứ tưởng sự khổ đau ấy từ một thế giới nào mang đến, từ những con người khác, từ một loài vật khác mang đến, hay từ một sự ngẫu nhiên vô tình mang đến. Vì thế chúng ta luôn đấu tranh với nhau để tự tồn, nhưng không ngờ chúng ta đã tự ngu si hủy diệt sự sống của mình. Có thấu rõ môi trường sống là ơn sâu nghĩa nặng của mọi loài, nhất là loài người, thì chúng ta mới bảo vệ và giữ gìn nó, không để cho nó bị ô nhiễm, bị hư hoại. Hiện giờ chúng ta chưa được thông suốt đạo đức hiếu sinh, vì thế mỗi hành động cá nhân của chúng ta đã vô tình hủy hoại sự sống trên hành tinh này, khiến cho muôn loài khổ đau lại càng khổ đau hơn.
Lòng hiếu sinh sự sống là sự biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với sự sống của muôn loài. Có muôn loài mới có sự sống của chúng ta ngày hôm nay. Không thể nào có một vật gì mà sống đơn điệu một mình được. Sự sống của muôn loài là sự nương tựa vào nhau để mà sống. Có hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy mọi vật đang sống quanh ta là rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Đã quan trọng cho đời sống của chúng ta, sao chúng ta lại nhẫn tâm giết hại chúng? Sao chúng ta lại nhẫn tâm ăn thịt chúng? Biết rõ sự sống trên hành tinh là như vậy, thì chúng ta làm sao lại không thương sự sống của nhau, tức là của muôn loài, phải không hỡi các bạn? Xét cho cùng tận, thì mọi vật sinh ra cũng cùng một cha, một mẹ, như trên chúng tôi đã nói. Vì thế, chúng ta phải thương yêu nhau, phải thương yêu môi trường sống của chúng ta như thương cha mẹ vậy. Thương yêu nhau sao các bạn lại nỡ nhẫn tâm đốt rừng, phá rừng, làm cho ngàn cây nội cỏ phải khô héo và chết đi, làm cho các loài động vật không còn chỗ ở, chỗ sống. Như vậy là lòng hiếu sinh của các bạn sao? Các bạn đốt rừng, phá cây là giết hại sự sống của muôn loài. Như vậy là các bạn đã thiếu đạo đức hiếu sinh đối với sự sống của muôn loài, và chính là đối với sự sống của các bạn. Tại sao vậy? Tại vì khi các bạn phá rừng, rừng bị phá, không còn đủ sức để ngăn giữ bão tố và lũ lụt. Do đó nên thủy tai lũ lụt sẽ đến với các bạn. Thủy tai lũ lụt không phải ngẫu nhiên mà đến viếng thăm các bạn, mà chính các bạn đã làm ra nó. Nếu các bạn không đốt rừng, chặt cây, giết hại chúng sanh, thì làm sao có những người thân của các bạn bị chết trôi, của cải tài sản của các bạn bị trôi mất và tiêu tan hết sạch sản nghiệp. Các bạn biết thương yêu và giữ gìn bảo vệ sự sống của muôn loài, thì muôn vật muôn loài sẽ bảo vệ mạng sống của các bạn. Các bạn có thấy chăng? Một con chó liều mình để cứu chủ, một con ngựa liều chết để mang thay chủ nó về tận nhà. Thế nên chúng ta đừng vì một lý do gì mà sát hại sự sống của nhau trên hành tinh này, phải không hỡi các bạn? Thương yêu nhau bằng danh từ ngôn ngữ thì vẫn chưa đủ, mà phải biến nó ra hành động bảo vệ giữ gìn, không giết hại lẫn nhau, không ăn thịt nhau, giúp nhau trong khi hoạn nạn, giúp nhau trong khi gặp khó khổ. Luôn lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người và muôn loài vạn vật, dù là cây cỏ. Những hành động ấy mới thực sự là yêu thương sự sống. Thương yêu sự sống bằng hành động như vậy tức là đạo đức hiếu sinh. Bởi vì không có con vật nào khi sinh ra đời mà không sợ chết, sợ đau khổ. Nhưng vì tuổi thọ nhân quả của chúng chỉ có thể sống trong một thời gian nhất định, như con người chỉ sống cao lắm là trên 100 tuổi, không thể trên 200-300 tuổi được. Con gia sầu chỉ sống trong mùa hạ 3 tháng mà thôi, vân vân. Theo định luật của nhân quả, tức là theo định luật của môi trường sống, dù muốn dù không, thì những loài động vật sống trên hành tinh này đều có một chu kỳ sống chết nhất định rõ ràng. Qua nghiệp lực của mỗi loài, con gia sầu thì 3 tháng, con chó cao lắm là 15 năm, và mỗi loài đều có tuổi thọ nhất định của nó. Muốn hơn cũng không thể nào được. Dù có thể kéo dài sự sống trong một vài năm, nhưng trong một vài năm ấy là những năm sống trong đau khổ hơn là an vui. Tuổi càng già bệnh càng nhiều, do cuộc đời sống không biết thương yêu sự sống. Muốn kéo dài mạng sống ra mà không bị bệnh đau và khổ sở thì phải bằng cách sống đúng đạo đức hiếu sinh. Sống mà không làm một loài vật nào khổ đau, sống mà không giết một loài vật nào cả. Có nghĩa là không lấy sự đau khổ của vật khác mà nuôi thân mạng mình. Có nghĩa là không lấy sự đau khổ của người khác, vật khác làm sự vui cho mình, như giết chúng sanh ăn thịt, như ăn trộm, ăn cướp, hoặc bằng những thủ đoạn gian xảo lường lận cướp câm, cướp của người khác, hoặc dùng những trò chơi như trọi trâu, đua ngựa, đấu bò, chọi gà, chọi cá, chọi dế, đấu võ, vân vân. Nếu người nào sống mà tránh mọi việc làm ác như trên thì tuổi thọ sẽ dài lâu. Tuổi thọ dài lâu là nhờ ở tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, vì không có ác pháp. Nếu con người có trí tuệ thông minh hơn, muốn cho sự sống được kéo dài tuổi thọ, thì thứ nhất phải biết bảo vệ môi trường sống trên hành tinh này, nghĩa là đừng để loài vật lớn ăn thịt loài vật bé ăn thịt loài vật bé hơn nữa, và chính bản thân của mình không nên giết hại và làm đau khổ các loài vật khác. Ngày xưa, ông Trăng Tử có nêu ra một câu chuyện mang đầy tính chất hung ác,
với hình ảnh cụ thể về cuộc sống của các loài động vật trên hành tinh này, kể cả con người. Câu chuyện như thế này: một ông thợ săn đang rình rập bắn một con chim ó, con chim ó đang rình rập bắt một con chim sâu, con chim sâu đang rình rập bắt một con bọ ngựa, và con cọp đang rình rập bắt ông thợ săn. Cuộc sống của muôn loài trên hành tinh này là như thế, vì thế làm sao thoát khổ được? Có một tôn giáo đã xác định điều này: đời là biển khổ. Biết đời là khổ, nhưng không ai biết cách làm cho đời thoát khổ. Vì thế mà sự khổ này chồng lên sự khổ khác. Với hình ảnh ông Trang Tử đã nêu ra là một hình ảnh linh động cụ thể đầy tính sát hại lẫn nhau của các loài động vật trên hành tinh này. Hình ảnh này nói lên được sự thiếu đạo đức hiếu sinh từ con người đến các loài động vật khác. Không biết đạo đức hiếu sinh, nên từ loài người đến loài vật đang phá hoại sự sống của nhau trên hành tinh này, chứ không bao giờ biết bảo vệ sự sống của nhau. Trong khi mọi vật đều sinh ra cùng chung một môi trường sống, thế mà đành lòng giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Đó là một hình ảnh độc ác, một hình ảnh thiếu đạo đức nhân quả, một hình ảnh đau khổ mà loài người và các loài động vật đang tự sát, đang phá hoại sự sống trên của mình, để mà tự giết dần mòn theo các duyên trong luật nhân quả. Bởi vậy, nếu con người mà không học đạo đức nhân bản nhân quả, thì không làm sao hiểu được đạo đức hiếu sinh. Không hiểu được đạo đức hiếu sinh thì lòng thương yêu sự sống trên hành tinh này làm sao có được. Mà không có thương yêu sự sống trên hành tinh này thì chắc chắn môi trường sống của chúng ta sẽ do chúng ta hủy diệt. Do chúng ta sẽ làm ô nhiễm vì tâm ác độc giết hại sự sống của nhau, tạo thành một không gian ác khí. Do thế, tuổi thọ con người và các loài động vật khác không thể tăng lên thêm tuổi được, mà còn có chiều lui sụt. Tuổi thọ lui sụt là do bệnh tật nan y của thời đại, là do sự tàn phá của bom đạn chiến tranh, là do ăn uống nhiều chất độc, là do ăn ở thiếu vệ sinh, là do không biết giữ gìn môi trường sống trong sạch, thường làm ô nhiễm. Nếu môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm, dù chúng ta có khéo léo bồi dưỡng trong ăn uống và tập thể thao, thể dục hoặc tập dưỡng sinh, thì cũng không thể kéo dài tuổi thọ ra thêm được. Đạo đức nhân bản nhân quả đã xác định điều này. Nếu môi trường sống được bảo vệ, loài vật không bị giết hại, bầu không khí trong sạch, thanh tịnh, không có sát khí của chúng sanh bị giết, không có thải ra những chất bẩn ô nhiễm hoặc những khí độc và những chất thuốc độc do các nhà máy sản xuất vật gia dụng thải ra, thì sức khỏe con người gia tăng, tuổi thọ sẽ kéo dài thêm nhiều. Bởi vậy, chính lòng thương yêu sự sống của muôn loài động vật, đó là lòng thương yêu chính bản thân mình. Lòng thương yêu ấy là đạo đức nhân bản nhân quả. Nó sẽ chuyển đổi được bệnh tật, khổ đau, tai nạn, khiến cho đời sống của chúng ta thanh thản, an lạc, yên vui và hạnh phúc. Nhờ thế mà tuổi thọ của chúng ta được kéo dài, và kéo dài mãi mãi với một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Các tôn giáo dạy chúng ta ăn chay cũng là để thực hiện đạo đức thương yêu ấy, chứ không phải ăn chay để được sanh lên cõi thiên đàng cực lạc. Chính ăn chay là vì lòng thương yêu sự sống, vì không muốn thấy sự đau khổ của mình, của người và của những loài vật khác, vì muốn bảo vệ sự sống của mình và sự sống của muôn loài vạn vật khác, nên chúng ta ăn chay. Để thực hiện được đạo đức hiếu sinh cho bằng được, chúng ta phải cố gắng bảo vệ và giữ gìn môi trường sống, đó là không nên sát hại sự sống trên hành tinh này. Dù là một cọng cỏ chưa phải lúc nhổ cũng không nên nhổ, huống là loài động vật, phải không hỡi các bạn?